Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ sửa cái dàn này, cái dàn âm thanh 5.1 thế sao ấy, với thương hiệu là Palasolic nhé. Đây là một trong những cái đồ mà có một cái anh ở dưới nội thành Hà Nội anh ấy gửi cho mình. Anh gửi cả tivi rồi cả một cái điều khiển này dán trên này. Mình bắt đầu mình thử điều khiển của cái này cơ, nhưng hóa ra ở đây là cái điều khiển tivi Soli dòng 40R452R300R350 các bạn ạ. À, với cái lỗi rất là huyền thoại, với cái điều khiển này bé bé này, nó có chiếc Soli đây nên nó mòn rồi. Và người nội thành Hà Nội ấy, cái tivi này không có tích hợp DVT-2 đâu. Hình như thế, mình nhớ đời sau không biết có không mình biết. Nhưng ban đặc trưng của nó là dùng nhiều quá là liệt phím tắt mở là một. Rồi do người nội thành Hà Nội ấy, sẽ tăng giảm tiếng này, rồi tăng giảm kênh. Nên do đó nó sẽ liệt 1 2 3 4 5 cái phím này, còn những cái phím khác thì ok hết. Nên mình đã có thao tác, mình vừa xử lý nó xong, bây giờ mình sẽ sửa lốt cái này, bởi cái này nó cái điều khiển này nó dán trên đấy mà. Thì bây giờ nó bấm nó ok rồi này, thực ra võ thì nó lâu năm quá nó mòn lớp cao su dẫn điện nhá các bạn nhá, chứ không phải là bị bẩn. Từ người ta đã tháo rằng ta vệ sinh sạch hết rồi, cái lớp cao su trên đen đen ở trên ấy, để dẫn điện ấy. Thì mình đã có một cái phương pháp ấy, là có thể chúng ta sẽ chơi một cái trò là dán giấy bạc để ấn xuống là nó tiếp xúc, nhưng mà mình có cái võ đơn giản hơn. Mà ngày xưa mình đã làm cái video mình chia sẻ cho mọi người rồi ấy. Những việc trên cái kênh của mình có một cái danh sách là sửa điều khiển từ xa ấy. Thì trong cái video đấy có mình đã từng nói cho mọi người về sửa cái kiểu này rồi. Với những cái điều khiển mà nó sử dụng có mạng hiện nay ấy, thì nó lại liệt 1, 2, 3, 4, 5 cái phím này nhiều và phím trở về các bạn ạ. Nhưng mà đây là cái tivi chắc không sử dụng mạng, chỉ tắt bật và tăng giảm tiếng, tăng giảm kênh thế thôi. Còn số 1, số 2 này hầu như họ không dùng hay sao ấy, nên vẫn còn ngon các bạn ạ. Buồn cười lắm, cái gì dùng nhiều nó cũng hỏng mà. Tóm lại trong một cái điều khiển như này, cái nút nào dùng nhiều thì nó hỏng, còn cái nút nào dùng ít thì nó vẫn ok. Thôi quay trở lại sửa cái này này. Ở đây ở đây này, dây này đâu mất rồi, để mình lấy cái dây đã. Thì mình có tháo ra mình nhìn qua thì hai con tụ lọc nó ghi là 400V 330mm, nó hơi phồng căng này này. Đây là đoán là do người sử dụng là cắm điện nhiều hoặc lâu lâu năm các bạn nhé, tụ thì lít chi con xịn luôn. Đây mình ghi điện, chúng ta sẽ nhìn cái công suất ăn nhé. Mình ghi điện này thì nó vẫn đánh nửa và nó có công suất ăn là 0.4W các bạn ạ, nhưng ấn on này không gì cả. Đây cái phím on up này, không lên đèn gì nhá, như vậy là lỗi nguồn, lỗi không lên nguồn mọi người nhé. Nhưng mà không phải cháy cầu chì, cắm vào vẫn lổ lẹt lửa và vẫn ăn dòng một cái tí này này. Đó mọi người ạ. Ơ lại mất không ăn nữa à. Không chạy nhá mọi người nhá, không lên gì cả. Thì cái lỗi nó như thế. Thì nhìn bao quát qua nhá. Đây là một cái thớt, ui dồi, ốc. Ốc lắp vào vỏ ngoài nữa mà. Ngày xưa một thời là các hãng đầu tư làm cái này nhiều lắm, nhất là LG và Samsung, nhưng thằng Pala thì chắc là nó ngon hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, như vậy là 5.1 thật nhé mọi người nhé. Nó sẽ có 6 bộ khuếch đại âm thanh như này. Nó là một cái đầu đĩa, có thể đọc được cả USB, đọc USB rồi đài FM các thứ ấy. Nó là thiết bị giải trí mà. Thì nhìn qua chúng ta nhìn cái khe này, nó có rất nhiều những con IC chân cắm được ép trên miếng nhôm này mọi người ạ, và có quạt để thổi làm mát đó. Thì mình có nhìn ra này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 con IC. Thì như vậy là mỗi một con IC này là khuếch đại một kênh, như vậy là 4 con. Thì có khả năng có một con IC nó chạy mono để cho công suất lớn cho những cái loa súp chẳng hạn các bạn nhé. Và đặc biệt là đầu ra nó đều có quận L này. Thì như vậy là mạch âm thanh, mạch khuếch đại công suất của nó là chạy theo công nghệ là Class D nhé. Class D xuất áp qua quận L. Quận L tín hiệu, quận L để phục hồi, khôi phục lại cái giải tín hiệu ấy các bạn ạ. Thì đây là cái mạch nguồn của nó rất là khủng. Mạch nguồn của nó thì mình nhìn qua là có IC nguồn đây này. Và có cả dơ le, thì như vậy là sẽ có nguồn cấp trước. Mà đúng luôn, khả năng có nguồn cấp trước nhé. Biến áp nguồn cấp trước bên trong là các bạn không nhìn thấy, nhưng mình nhìn thấy được này. Còn đây biến áp nguồn cấp sau. Thì khi chúng ta cắm điện thì mình đoán ấy, là nguồn cấp trước nó phải chạy để nó nuôi sự sống cho phần điều khiển. Sau khi chúng ta ấn on này này thì bắt đầu nó đưa lệnh ra, nó đóng dơ le chẳng hạn. Thì bắt đầu là cái nguồn cấp sau mới được cấp điện để nó hoạt động, nó sẽ cấp đầy đủ các nguồn khác để cho toàn mạch chạy. Đặc biệt là công suất lớn nhất
của cái bộ nguồn cấp sau này, đó chính là cho phần hệ thống âm thanh, 6 cổng âm thanh nhé mọi người nhé. Còn trên này nó có những cái IC xử lý tín hiệu vân 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 và vân vân thì mình không quan tâm lắm, mình quan tâm đến phần nguồn cho nó bật cho nó lên đã các bạn nhé. Tạm thời bây giờ lại tháo ra để xem nó như nào. Tưởng rút cái đầu ra được nhưng mà nó mắc con tụ các bạn ạ, nên phải tháo hết cái mặt đằng sau này ra. Ở này nó có một cái cổng kết nối cái gì ấy, Digital Transmitter là cái gì ấy, mình không rõ. Thôi kệ thôi, nó là kết nối thiết bị ngoại vi. Do nó không rút lại được nên mình tháo hết cái ra thì mình nhấc này nó mới lên được các bạn ạ. Còn vướng cái gì nữa này, cáp nhiều lắm, cáp kinh khủng. Nhưng mà tháo thì biết là có người đã có người tháo rồi nhá mọi người nhá. Kinh khủng lắm. Đồ. Cái này này nó dính, nó chạm đúng cái con tụ này, này nên không lôi ra được các bạn ạ. Thiết kế buồn cười ghê. Thôi mình tháo ra để mình xem cái bộ nguồn này mà mọi người nhá. Kết nối rất lằng nhằng linh tinh luôn mọi người ạ. Thì nó không bấm được thì mình sẽ kiểm tra cái phím này. Cái phím on đập đây các bạn ạ, sợ lâu lâu năm cái phím này nó không tiếp xúc gì ạ. Nên mình sẽ đo thử cái phím đấy trước. Ok phím nhá. Bấm mà nghe tiếng nó kêu đấy. Mình đang ấn thử phím, phím on đập ấy. Bây giờ sẽ ghi điện test thử. Để như này ghi điện. Thì tháo ra như này thì chúng ta đã nhìn được đâu là nguồn cấp trước cấp sau rồi nhá mọi người nhá. Nên mình sẽ đo xem cái nguồn cấp trước nó chết không. Con này khả năng nếu mà sửa được phải thay cho cả hai con tụ này, hai tọa nguồn 300V này này. Mình thấy nó căng lắm rồi. Thì chúng ta nhìn ở đây nó có một con MIP 2 gì để mình nhìn nào. MIP 2F2. Con này là con lái cái biến áp con này, nó là nguồn cấp trước đấy. Thì mình thấy bên này nó chỉ có đúng một con diode bé bé này, chỉ nêu đây tụ lọc thôi. Thì mình đoán đấy chính là nguồn mình vừa nói cho mọi người rồi, nó nuôi sự sống cho con vi xử lý ở chế độ là chờ đấy các bạn ạ. Và khi chúng ta on bắt đầu cái nguồn nó sẽ đưa lệnh ra, nó đóng dơ le này. Chắc là dơ le này thì nó sẽ thông qua nó sẽ đóng các bạn nhé. Thông qua cái lệnh con vi xử lý con này nó sống, nó đưa lệnh nó đóng dơ le này. Con dơ le này sẽ cấp nguồn cho cái nguồn cấp sau, mình đang đoán như vậy. Nhưng mình cũng chưa nhìn thấy cái tụ lọc ở đây, có tụ lọc đây. Tụ lọc 400V cho phần nguồn cấp trước ấy các bạn ạ. Nó sẽ riêng nhau đấy. Bây giờ thì hiện tại bây giờ tháo bung bét này thì ghim qua bóng đèn thôi. Cái này nó có một cái công tắc chuyển đổi AC là 220 hay 110 nhá. Con này có thể bỏ đi được. Bởi vì ở Việt Nam chỉ cắm 220 mà các bạn ạ. Nhảy sang 110 cái là nhân đôi điện áp là lỗ tụ ấy. Mình ghim điện này. Đó thì nó vẫn ăn dòng khoảng 0,4W nhá. Xem nó có chạy lấy mát đây, xem cái nguồn cấp trước nó có chạy không. Như vậy là nguồn cấp trước có chạy rồi nhưng mà điện áp cao kinh khủng luôn này mọi người này. Tận 56V nhá. Vô lý kinh khủng luôn, làm sao mà điện nó lại cao được như này mọi người nhá. Kinh khủng. Tụ lọc có 10V luôn mà sao mình đo. Ồ tụ này nó lại nóng nóng lên luôn á. Tụ lọc có 10V rồi mình đo tận 56V thì phát sợ luôn các bạn ạ. Mất FB à? Mình đo lại cho chúng ta tham khảo nhá. Thấy quê cao quá kinh khủng luôn đấy. Đây nấy mát ở một cái sắt ở đấy nhá. Và con điếu đây này. Đấy nó là 4V nhá. Bây giờ mình đo lại này. Mình ghim lại này. Đấy 53V luôn. Rất là kinh khủng luôn nhá mọi người nhá. Sao lại nguồn ra cao đấy, tụ lọc có 10V thôi. Là lỗi vùng này không? Để mình xem tiếp nhá. Tháo tiếp ra nhá. Tháo hết cả mặt đằng trước ra thì mới tháo được cái bo nguồn các bạn ạ. Thì nhìn qua thì con này thì có khá nhiều chỗ là bị xỉn chập hay sao ấy các bạn ạ. Nên con này phải làm lại khối nguồn xem nó có ngon lành không, chưa rõ là nó có ok không. Mình xả điện ăn không lỡ nó phải sờ nó lại bị giật. Đây là mọi người này, cho mọi người nhìn này. Đây là hỏng theo thời gian. Đồ điện tử xịn đấy nhưng mà lâu năm nó vẫn cứ hỏng đẹp. Chúng ta sẽ để ý những cái vết xỉn này nhá, nó đã xỉn hết rồi này. Và mình cảm giác như có một cái đường mạch nhỏ này này, nó chạy theo cái đường này, này nó đang bị đứt đấy các bạn ạ. Chỗ này cũng bị này. Và cũng có đáng người động đến nhá, đã có người cạo này, hàn này, chân này. Mọi người ạ.
Tóm lại là mạch y nó như này, cái camera để này mọi người không nhìn xỉn được nhưng mình thấy đâu, nhiều vết lắm, nhìn cái chỗ này xỉn như này cũng không sao cả mọi người nhé. Nhưng mà đang thấy lạ lạ là điện áp ra cao kinh. Đấy, chỉ có đúng một con diode bé bé này thôi. Con diode này chỉnh lưu này, ra con tụ lọc luôn. Con tụ lọc này thì là 10V. 10V 1000mi. Mình vừa đo ở trên con diode này này, mà đo chúng ta, mình vừa đo cho mọi người tham khảo, thấy nó rơi vào lên tận cần xV này thì mình đang nghi là FB lỗi nhá mọi người nhá. Nếu mà nó chưa đủ tụ các bạn ạ. Không khả năng đấy là nguồn nó dâng cao, nó có sự cố mọi người nhá, nên nó máy nó ngắt, nó không cho chạy đấy. Nhưng bọn này nó bảo vệ an toàn lắm. Nên mình đang nghi được rồi thế. Thì ở đây nó sẽ, nó kiểu như là nguồn ra thì 10V, mình đoán chắc ra chỉ 5V hoặc 12V là cùng đấy. À không, đến 12V mà tụ 10V mà thì chắc chỉ ra tầm 5V thôi các bạn ạ. Ở đây nó có một mạch book hạ áp nữa này, để ra các mạch book để tạo ra các mức nguồn cho phần điều khiển đấy mọi người ạ. Con này phần công suất nó chạy ra, đưa ra thành nguồn đối xứng rồi. Lọc phải hai con tụ này. Hai con tụ là 35V 2200mi, xem đấu nối tiếp, đúng rồi. Đấu nối tiếp tức là có điểm chung ở giữa là GND các bạn ạ. Phần công suất chạy nguồn đối xứng nhá. Thôi bây giờ là mình ở đây là con IC nguồn chính này các bạn nhá, nguồn cấp sau này. Biến áp nguồn cấp sau này, đây là nguồn cấp trước thì để mình nhìn dò thử xem cái nguồn cấp trước là nó được. Như vậy là nguồn cấp trước được nguồn cấp trước là được chỉnh lưu bởi cái cầu diode bé này nhá. Sẽ cho năng lượng cho phần nguồn cấp trước. Còn khi chúng ta ấn dơ le ấy, thì con dơ này đóng này, đây là thông qua lệnh mở đây này. Lệnh mở đây nhá, nó đi vòng bên này là bên thứ cấp nhá. Vòng vòng đường tín hiệu nó đi đường này này, đấy đường thứ cấp này. Còn cái cụm này nó là sơ cấp. Thì khi chúng ta ấn ấy, thì con dơ này là đóng này, thì bắt đầu là một dây AC này, nó mới đi tới cái cầu chỉnh lưu chính. Đây là cái cầu chỉnh lưu chính để chỉnh lưu ra phần nguồn 6A 600V các bạn ạ, cho phần nguồn cấp sau đấy các bạn ạ. Và nguồn cấp sau nó chạy một con IC to bự này này, để mình đọc thử con IC này thế nào. X6758 STRX6758 các bạn ạ. Ôi nó xỉn hết cả diode dưới này này ha. Diode gì mà lại xỉn như thế nhỉ? Con diode chỗ này này các bạn này, xỉn kích khủng luôn đấy. Diode này là chỉnh lưu cho phần nguồn cho con này đấy các bạn ạ. Đúng rồi, tạo nguồn nuôi. Đây là quận làm việc chính này. Đây là quận làm việc chính của cái biến áp cấp sau này. Còn cái quận này lại là quận được chỉnh lưu, được phản hồi nguồn nuôi về cho con IC này. Kiểu gì nó phải có phản hồi nguồn nuôi mà FB cho nó này. Thì bên này nó có hai con IC nữa, thì một con FB rồi một con gì đó thì mình chưa rõ. Một con là sung ACD các bạn nhé. Một con là nó lấy mẫu cái điện áp đầu vào ấy. Chúng ta sẽ thấy nó đây này, đấy nó đi đến, bởi vì chân 1-2 nó nằm bên điện áp giật nhé. Con này là nó đưa tín hiệu từ bên thứ cấp đưa sang bên sơ cấp, tác động vào con IC này để FB. Con này cũng đưa tín hiệu từ bên thứ cấp đưa sang sơ cấp, tác động vào con này để làm FB ổn định áp. Còn con này là đưa tín hiệu lấy mẫu điện áp đầu vào từ bên sơ cấp ngược sang bên thứ cấp để cho IC biết được là nguồn có ok không, để nó cho chạy các bạn nhé. Đó, bây giờ lại dừng để bắt đầu làm cho xem cho mình có kết quả không. Bây giờ là sẽ xử lý những cái vị xỉn này thôi, xem có được không. Mình đang làm một số chỗ nha, thì mình cho mọi người tham khảo nó bé bé này thôi. Chúng ta sẽ để thấy này, ở vị trí này nha, nó có cái dây di nối từ điểm này sang điểm này, thì ở đây nó có một cái đường điện này, nó đi tới đây này, nó đi qua đây là nó đã đứt nhá. Vị trí này cũng đã cạo cái là chắc là sẽ đứt nhá. Đấy, nó đi lên kia thì chưa biết nó đi lên gì. Đấy, nó có nhiều chỗ bị như này, chỗ này bị này, chỗ gầm này bị này, chỗ ở đây bị này, chỗ ở đây bị này. Nó nhiều chỗ nó bị kiểu như thế lắm. Đấy, do lâu năm nó xỉn đây nha, mình sẽ cạo thử cho mọi người này. Và cái đường đứt đây này, cái đường đang đứt đây này. Thì chúng ta sẽ thấy đây là một dây AC này, nó lấy mẫu đấy. Dây di này. Nó lấy mẫu cái tín hiệu đấy, nó đi về để tạo dòng chảy 1-2 của con PC liên quan đến mà chân 1-2 mình vào bên sơ cấp. Nó liên quan đến lấy mẫu điện áp các bạn ạ. Nhưng con này nguồn đang ra rất là cao nhá. Thì mình đính chính cho mọi người này. Đây và đây chính là cái quận ở chân ở giữa, thì chỉ là chân giữ thôi. Mát ở đây nhá. Xung dương đây này, được chỉnh lưu qua đốt bé bé mà mình vừa đo này này. Mình vừa đo ở đây ấy, mà nó được đến tận 5 mấy V đây các bạn nhá. Được chỉnh lưu diode này này, được lọc chính bằng con tụ này luôn, mát này. Con tụ mà mình có thể nhìn cho mọi người ở đây này, đây nhìn được này. 10V 1000mi, nhưng mình hiện tại mình đang đo
trên con tụ đấy mà lên tận 5 mấy mi đấy, mà đo mà nó cũng không nổ. Nên mình nghĩ là FB nó đang lỗi nhá. FB nó thì là con TL431 này rồi, nên tí nữa mình sẽ dò thử xem thế nào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm những cái chỗ này trước. Đồ xịn ngày xưa, đồ ngày xưa ấy. Đến nỗi cái dây di mình tháo ra này, cái dây di này mình tháo ra này, mình có dùng cái lam châm mình thử thì nó là dây đồng nhá, nó không hút các bạn ạ. Nhưng mà nó lâu năm mạch in nó xịn kinh khủng. Đây phải làm từ từ thôi. Ban bệnh thì nó kiểu như thế đấy. Hy vọng là nó xử lý ok. Và đặc biệt ấy là con tụ này này, 400V này, nó hơi căng nhưng mình đo thấy ok thì mình kệ. Và đặc biệt ấy chúng ta sẽ thấy này, hai con tụ này đang mắc lối tiếp nhau nhá. Dương âm của nó này, rồi vòng vòng này, lại đến dương âm của nó này. Nó lối tiếp nhau để nó lọc nguồn 300V khi chúng ta cắm 220. Còn nếu mà chúng ta cắm 110 thì là mỗi một nó sẽ chỉ nhiều hai nửa chu kỳ ấy, thì là mỗi con tụ này trên thân trên của nó chỉ chịu được áp khoảng 140V thôi, một nửa thôi các bạn ạ. Khi nhân đôi ấy, đáng lẽ con này chúng ta thay tụ chịu để áp 250V được, nhưng anh sản xuất anh chơi tụ này cho ác. Nên con này nếu mà nó nổ như này nhá, thì chúng ta sẽ hiểu ấy là cắm 220 thì là 330mm chia 2 thì nó khoảng 1.800 thôi, 1.700-1.800mm thôi các bạn nhá. Nên con này nó hỏng ấy thì do khách chỉ cắm 220 thôi, mình cũng thay sơ một tụ 400V khoảng 2.220mm chẳng hạn, và đấu coi như là chỉ lọc một phát từ điểm này xuống đến điểm này luôn, này bỏ đoạn giữa luôn, đoạn giữa chẳng qua chỉ là do chỉnh lưu theo kiểu là nhân đôi nhân áp khi cắm 100 thôi các bạn nhé. Sau khi mình xử lý thì mình có làm cho nó nguồn nó ra không cao như vừa nãy nữa, mà nó được 5V8 này. Nhà nguồn zin của nó mình đoán là như thế nhá các bạn nhá, bởi vì nó lọc tụ 10V mà. Và mình ấn on nhá, chúng ta sẽ nghe nhá. Nó đóng dơ le kêu tạch tạch, nhưng mà phần nguồn cấp sau đóng cái nhả luôn các bạn ạ. Nên mình đang chưa lỗi là biết là lỗi gì nữa, lại phải tiếp tục kiểm tra tiếp. Đó các bạn nghe nhá. Nhìn cái đồng hồ này, khi đóng ấy nó nghe tạch cái đấy. Nhìn nha, nó sẽ có sự biến động nhá. Đó, nó lên 9.9W đấy, nó kêu tạch cái. Nhưng chỉ đóng một mấy cái là nó không đóng được nữa. Đấy, chỉ được hai cái thôi là phải rút ra. Nên con này đang lỗi gì rồi nữa rồi, nguồn cấp sau không chạy chẳng hạn. Đấy, giờ le đóng đấy, tạch tạch mấy cái đấy các bạn nhá. Thôi này phải tháo tiếp tục. Con này này phải lắp cả cái cụm này vào thì cái phần điều khiển nó mới điều khiển được các bạn ạ. Nó mới được cái on này cho chúng ta này. Nên tháo lắp hơi lằng nhằng. Cái dơ le này còn hút 6V nên cái nguồn nó ra mình đo được 5V8 hay là 6V đấy là ok nhé mọi người nhé. Nguồn nó chuẩn đấy, chứ không phải là ra là 5V đâu mọi người ạ. Và mình có tháo ra thì mình có xả bằng đồng hồ, bằng cái này quên nhất, bằng cái bóng điện mình xả thì là hai con tụ này có tích điện nhé. Như vậy là dơ le đã đóng, tụ đã tích điện rồi, nhưng mạch nguồn cấp sau đang không chạy các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra qua xem có bị chập tải đồ ra không, cụ thể là diode chập ra. Vừa nãy mình cũng có rút cái cáp này ra để không cấp nguồn lên cho phần công suất, để giả sử công suất chập ấy, thì dẫn tới là nó cũng mất nguồn thì nó cũng ngắt nhá mọi người nhá. Thì mình có rút ra thì nó vẫn không chạy. Thì mình đo thử này, từ A sang K, từ K sang A này, không thông này, ngược lại này. Như vậy là hai con diode kép chỉnh lưu ra nguồn đối xứng cộng trừ thì không lỗi. Và cái mạch nguồn này nó cũng tạo ra một cái mạch nguồn nữa này, cũng không chập này. Như vậy là đang lỗi bên thứ cấp rồi, à bên sơ cấp rồi. Nên bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem lỗi gì để bắt đầu xử lý tiếp. Hy vọng là lỗi IC, không lỗi IC các bạn ạ. Thì với cái mạch vừa nãy ở đây này mà cái nguồn nó ra rất là cao thế, thì mình có kiểm tra thì là do nó bị xỉn, nó lỗi đường FB thôi. Do đó mình đã xử lý lại thì là nó ok các bạn nhé. Lỗi đường FB dẫn đến nguồn ra dâng cao, con IC này chạy hoạt động kinh khủng ấy, thế mà nó không nổ con tụ 10V này, 1.000mm này các bạn ạ. Mình câu nguồn vào đây các bạn nhé, để nguồn cấp trước chạy. Sau đó nguồn cấp trước chạy có 6V ấy, thì đưa ngược trở lại quần hút quần dơ le này. Thì mình đang đấu chập CE của con chan cấp nguồn cho quần hút ấy, để con quần hút sẽ đóng ấy, thì là cái dây AC này sẽ đóng từ điểm này sang điểm này, thì nó sẽ cấp vào cái cầu chỉnh lưu chính này, thì ta sẽ thu được 300V đây nhá, để xem có nguồn ra không nhá các bạn nhá. Và test thử như thế, bởi mình có ghim cái kêu tách tạch cái rồi nó nhả luôn mà. Tóm lại là khả năng nó sẽ thiết kế như này, khi chúng ta no đấy thì nó sẽ phát hiện ra có nguồn đầu ra. Có nguồn đầu ra thì bắt đầu là con vi xử lý sẽ duy trì luôn là dơ le đóng tiếp, nhưng mà nó không thấy nguồn đầu ra thì nó nghĩ là đang bị chập nguồn, thì nó sẽ phải ngắt để nó bảo vệ các bạn nhé. Thì đây là mình sẽ đo nguồn đầu ra nhé, mình đo trên một tụ thôi. Ở đây là GD toàn mạch này,
Thì đây, đo giữa đây và đây đi. Để chúng ta xem có nguồn dao nhá. Mình ghim điện này. Đấy, đóng tạch cái. Không lấy gì cả các bạn nhá, không có nguồn dao nhá. Và mình đo cái nguồn 300V này. 300V thì nó sẽ ở trên hai con tụ. Đâu với đâu nhỉ? Không có điện áp à? Đây là 100V này. 140 này. 150V này. Thì như vậy là đâu với đâu? Mình đang nhìn nhá. Đây à? Đây và đây à? Đấy, 300V nhé mọi người nhé, đã có 300V rồi này, nhưng mà nó không chạy nhé mọi người nhé. Như vậy là bây giờ sẽ kiểm tra xem tại sao nó không chạy. Con DC này này, đã có 300V cho phần nguồn cấp sau rồi nhưng nó không chạy, phải rút ra lại phải xả điện nhé. Mình có thấy là con tụ nó hơi phồng nhưng nó vẫn tích điện được, thì mình nghĩ là nó vẫn ok nên không phải thay. Nó phồng nhưng mà nó vẫn trong ngưỡng chạy được đấy các bạn ạ. Mình xả điện này. Đó, nó hồng lên luôn. Tiếp theo con này nữa này. Hai con tích nhờ. Hết nhá. Đó, bây giờ này mình lại dừng video để mình kiểm tra các điều kiện để xem con IC là nó chạy như thế nào nhá, là tại sao nó lại không chạy, xem có điện trở mồi các thứ không mọi người ạ. Con IC cổ này khá là có đấy. Đây này các bạn này, thì đây là cái quận để tạo ra nguồn nuôi nhá. Nó đi qua con hai ôm này, sau đó thì chỉ như con đứa này nó vòng như này, nó vòng vòng nó qua dây gì này tới chân C của con chan này này, và con chan này sẽ đổ từ C đi sang E và được đế ghim tại chân rẽ, chân B của nó như là mạch bù đắp tuyến tính ấy, bởi vì cái mạch này là khi nó chạy âm thanh ấy, thì loa nó nói to nó nhỏ thì là cái lúc tải nặng lúc tải nhỏ nhỏ, do đó mà nó phải cần ổn định cái điện áp ở đấy, và nguồn ra nó sẽ cao thì sẽ dễ chết IC nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ thấy này, mạch dầm xúc ngược của nó ấy, sử dụng con diode nằm trên tản nhiệt luôn, bởi vì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dập xung ngược, nó rất là công suất nó lớn mà, nên nó sẽ dập xung ngược, nó dùng hẳn con diode nằm trên tản nhiệt luôn. Con diode đấy này kết hợp với tụ điện, kết hợp với điện trở ấy, là ba linh kiện dập xung ngược nhá mọi người nhá, song song trên hai đầu này, này. Đây chúng ta thấy đấy này, một nguồn 300V này nhá, đi từ đây sang đây là quận làm việc chính, thì từ đầu quận làm việc chính này đi qua diode sang bên này, và tại đây ấy, ta sẽ có tụ này và có điện trở hai con nối tiếp nhau song song để về chân còn lại của quận làm việc chính nhá. Thì nó đi sang đây ấy, thì nó sẽ đi ra đây, nó sẽ đi tới điện trí này và đi qua cái dây gì này tới nguồn VG và có DZ ghi mọi thứ lằng nhằng lắm mọi người ạ. Và chúng ta sẽ quan tâm nguồn mồi nó như này này. Thì chúng ta sẽ thấy nhá, là khi dơ le đóng thì đóng từ điện này sang điện này, thì đây chính là có một dây AC nhá, AC vào nhá, xung dương ở đây này. Được đi qua con 33K, đi qua con 33K, đi qua cái dây gì mình có vừa xử lý đấy, đi vào đây. Sau đó là vào nguồn mồi, vào mồi IC và đi về mát thông qua một cầu, một con diode chỉnh lưu này, nó không cần chỉnh lưu đầu trước đâu. Nó thiết kế như thế nhá mọi người nhá. Thì vị trí mà nút bị đứt ở đây thì mình có soi thử ấy, thì nó là chính là cái nguồn VCC của con cấp trước này. Đưa vòng vòng đến cái cụm này thôi nhưng nó không sử dụng, nó bỏ mọi người nhé. Nên do đó cái dây đứt này mình cũng bỏ luôn, mình cũng không câu mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ ghim điện, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo này. Mình ghim rồi nhá, kêu tạch rồi đấy. Thì kêu tạch như thế thì mình khẳng định là cái nguồn cấp trước của mình đã ok, nó vẫn có 6V này. Đấy, 6V đo là 5V 8 nhá. Mình đang đo trên hai đầu con hút mà. Thì đây là 300V này, mình sẽ đo 300V cho phần nguồn này là đã có rồi nhá. Đây, đầu của là vị chính này. Đó. Và tiếp theo nó đi qua nguồn mồi ấy. Mồi thì nó sẽ mồi về đến đây này, thì mình đo thì chỉ có 1V này. 1V thì để không thể chạy được rồi các bạn nhé. Các bạn ạ. 1V như này thì không thể chạy được rồi các bạn ạ. Đo trên con tụ lọc, đây là con tụ lọc nguồn đâu nhỉ? Mình đang chưa nhìn được con tụ đấy. Đây con tụ đây này. Sao con tụ này lắp kiểu này nhỉ? GND nó đi ra đây là GND mà. Thôi để mình dò tiếp, nó bé quá, chả nhìn được. Đó là đang chưa có nguồn cho mồi mọi người ạ. Và cái đo thử như thế để biết xả từ điểm này đến điểm này là 300V đấy. Nó tích kinh lắm. Đấy các bạn thấy không? Khi mà tụ nó dung lượng lớn nó tích ấy, thì mình hay xả theo kiểu là nhấp nhả để cho đỡ cháy cái bóng này. Các bạn nhìn nhá. Khả năng lỗi IC rồi. Mình đo nguồn này, mình vừa kiểm tra con tụ nó không sao, tụ lọc nguồn 10mm cho phần nguồn cấp trước ấy. Mình đang đo nguồn cho nó nhá. Chỉ được có 1,19 thôi. Chưa được 2V.
do cái chân VCC của con IC đã chập về mát rồi các bạn ạ. Mình vừa mới dừng video mình dò qua rồi. Nên con này khả năng này chả nhé này, độ à. Độ nguồn này, mình không có IC này các bạn ạ. Thì nó sẽ như thế này này. Cái nguồn sau khi đầu tiên ấy, thì là nguồn mồi nó được đi qua hai con đấy. Nó đi qua cái dây gì là tới đây được lọc con tụ này nhá. Chân âm ở đây nhưng mấy đầu mình không hiểu chân âm ở đây, hóa ra nó đã được phi qua cái dây gì là như này. Các bạn ạ, phi qua cái dây gì sang bên này này. Thì nó chính là mát toàn mạch nhá. Đây là mát toàn mạch này. Mọi người nhá, nó đi qua dây gì nữa đấy. Nó vòng vòng nó về mát. Về mát toàn mạch các bạn nhá. Thì nó lọc tụ này thì mình kiểm tra tụ không sao cả. Còn nó cái nguồn phản hồi này, sau khi nó đã chạy mồi đố kề thì cái nguồn phản hồi từ đây đi về này, nó đi tới đây để mạch ổn áp tuyến tính nó ra ở đây. Nhưng nó ra đây nó sẽ đi qua con diode này. Thì nó mới tới tụ và nó đi qua dây gì tới đây, nó có con DZ ghim đây thì mình đang tháo ra để xem nó chập không, nhưng nó không chập. Nhưng mà bây giờ này mình có tháo hút thở cái con đó, thấy nó có lội trở. Cái con chân VC nó ra. Để chúng ta sẽ xác định là nó lỗi không à. Mình hút thở nó ra thì coi như là cái tải nó sẽ không còn xung dương ở đây nhá, được hạn qua 33, qua 33 này, đi vào tụ, nạp qua tụ, đi về âm. Đi về âm sau đó là đi về âm này và đi qua một con diode từ đây đi sang ơi đấy về AC còn lại nhá. Thì như vậy là chúng ta sẽ đo được là trên con tụ này nó sẽ có điện áp sẽ cao hơn này. Chứ nó không bị như vừa nãy nữa nhá. Đây này, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo nhá. Mình hút thở cái bị chập ra rồi mà. Chân VC chúng ta mình sẽ để ý này. Mình ghim cái nó lên tận 16, 17 vôn ngay và nó tăng lên nữa để lâu thì khả năng nó lổ tụ nhá. Bởi vì nó không còn tải cho nó nữa mà. Mình đã hút thở cái chân VC ra rồi mà mọi người nhá. Đấy, nó lên rất là cao luôn, con tụ này chịu 50V. Như vậy là chết IC nguồn rồi các bạn ạ. IC nguồn cấp sau ấy. Bây giờ cần phải xử lý nguồn IC nữa các bạn ạ. Thế nhá, mình này chơi cái trò độ cái nguồn bộ dùng 3842 kích móc phét vào đây à. Bởi vì hiện tại mình đang không có con IC kiểu này các bạn ạ. Độ cho ba cái vậy, xem có được không. Đôi khi độ lại chịu được là lại ok đấy các bạn ạ. Cái biến áp này rất là to, như là một cái biến áp của sạc xe đạp điện luôn, nên công suất nó khá là lớn đấy các bạn ạ. Nên sợ là độ không chịu được. Hay là dùng độ không dùng con MOSFET 20L đi xem nào. Để mình thử nhá, xem có được không. Tháo hẳn nó ra đã. Đây là con IC của nó này. Mình có soi trên mạng thì có một cái web ở trong Đà Nẵng, họ bán với giá 79.000. Còn trên Super thì nó có 6768, 6765, 6766. Trên có Super để có cái web nó bán tận 47.000 các bạn ạ. Như vậy là con IC này công suất lớn lắm. Và mình cũng không có sẵn. Đây này. Nó đã lỗi rồi. Nó lỗi chân VCC rồi, không làm gì được nữa cả. Nên bây giờ thử tìm cách độ thử xem có được không các bạn nhé. Mình sẽ nghĩ cách độ. Đây là các nguồn 3 dây mà mình tháo từ các thiết bị điện tử mà mọi người gửi sửa, mang thứ mình sửa ấy. Sau đó mình sửa zin cho người ta ấy. Thì những cái nguồn 3 dây này nó đều sống hết. Nhưng mà đôi khi mình sẽ chủ yếu là mình lấy linh kiện thì chúng ta có thể cải tiến cái nguồn 3 dây này. Hôm nay mình sẽ cải tiến nguồn 3 dây này. Mới đầu mình định lấy chơi con MOSFET này K2699 này. Con này thì 12A600V mọi người ạ. 12A600V thì nó ở những cái nguồn 3 dây ấy. Nhưng mà mình sẽ chơi con 20N60. Đây là như con này nhé, mình đang đo thử cho chúng ta nhé. DS nó cũng không thầu chập này. Kích vào này, nó thông này. Kích này nó khóa này, là toàn những nguồn 3 dây sống. Mình đây như con này mình lấy IC rồi này. Thì mình đang sẽ có ý định mình táng cho cái nguồn cái con MOSFET thế hệ mới là con 20N60 này. Các bạn ạ. Đây này, như chúng ta sẽ đo, chúng ta sẽ thấy này. Đo cái điện cái tụ khí sinh của nó ấy. Thì đây, con này thì chịu được 11A nhé. Con này chịu được 11A này. Thì chúng ta mình đo cái tụ khí sinh của nó này. Con này 11A 600V này. Thì tụ khí sinh của nó chỉ khoảng 0,8 nano thôi, rất nhỏ. Nhưng con 2 nano 20N60 này, chúng ta sẽ thấy này, tụ khí sinh nó lên đến 3 nano rồi. Còn con này thì của hãng K này thì mình thấy nó còn to hơn. Đó, tận 3,5 cơ. 3,5 mà nó lắp trên những cái bộ nguồn 3 dây mà dùng 3802 kích mà nó vẫn hoạt động được. Do đó mình sẽ chơi con 3 nano là 20N60 này để thay. Và mình cũng không dùng nguồn 3 dây mà mình cải tiến nguồn 3 dây luôn. Các bạn ạ, mình đã có một video, tí nữa mình sẽ tìm cái video đấy, mình sẽ để một bình luận cho bạn nào muốn hiểu về ngày xưa mình có độ
cải tiến cái nguồn 3 dây nó như thế nào nhá. Những đợt thời đầu tiên ấy là mình và một số bạn thợ ấy là sẽ lắp, đây là cái mạch ông Lê Tân bạn thợ mình lắp này. Lắp để thay thế là dùng 3842 của ta 3843 kickfed, nhưng mà ông ấy dùng linh kiện lởm quá. Toàn những cái loại tụ bé bé này nên mình đã thay hết rồi. Toàn cái loại tụ nhỏ nhỏ này, điện trở nhỏ nhỏ này mình đã thay hết tụ, loại tụ mà lấy từ kinh cái những cái bong nguồn 3 dây giã này này. Và đặc biệt là mình có thay đổi một số chỉ số linh kiện, bao gồm này như này này này, là cái điện trở từ chân 8 của IC ngược trở về chân 4 là mình đang thay một con điện trở là 11k. Bình thường của nó chỉ là những con nguồn 3 dây nó chỉ là 6,8k thôi. Và tiếp theo con tụ ở những cái nguồn 3 dây nó là con tụ tại chân 4 và dập về mát ấy, nó là con tụ là 104 103. Hiện tại mình đang thay bằng con tụ là 332. Như vậy mình thay chỉ số điện trở này ở chân 4 và chỉ số tụ điện ở chân 4 dập mát ấy của con IC này để quyết định cái tần số dao động. Thì tại sao mình lại thay? Bởi vì mình đang copy hoàn toàn ở trên cái nguồn của cái sạc xe đạp điện nó chạy cái nguồn đấy. Đây mình chúng ta để ý, mình tháo hết linh kiện này này. Mình copy hoàn toàn để cái tần số hoạt động của cái sạc xe đạp điện này nó rất là hơn 100W cơ, nó rất là khỏe. Nó tần số nó khác với cái nguồn 3 giây này. Mình đang muốn ý định để tăng cái như thế này, để tăng cái tần số nó hoạt động mạnh hơn nguồn 3 giây này để cho nó hiệu suất của nó cao nhá, để xem nó chịu được không. Con này thì mình có soi data sheet ra xét rồi. Con IC này công suất max của nó đạt 150W mọi người ạ. Và chúng ta sẽ nhìn cái chân này này, chân D, chân S của nó rất là to. Nó to chẳng qua là con móc phét công suất bên trong của nó công suất lớn thôi. Còn nó phần dao động của nó cũng chỉ là bình thường, những cái khác thôi. Đây những cái chân này, những cái phần dao động nó bé tẹo ấy. Nên do đó là mình đang có ý định là mình dùng chính con 3842 này tạo ra một cái tần số dao động. Và tần số này đang bằng, mình không đo bao giờ đâu, bằng của những cái sạc xe đạp điện này. Bởi vì mình đang copy y như thế. Tất nhiên ấy, là nó sẽ có cả nguồn VCC. Nguồn VCC mình sẽ câu trực tiếp từ cái nguồn VCC đã được ổn định điện áp ở đây rồi, được qua cái bộ này ổn định điện áp rồi. Tiếp tục ấy là FB thì mình như con này thì FB nó đổ cái nguồn dương vào con IC này. Thì bây giờ FB chân 3 của nó mình sẽ cho lối mát toàn mạch và chân 4 của nó sẽ đưa vào chân 1 con 3842 này. Đó chính là phần FB. Các bạn nhé, bạn nào muốn hiểu về cái mạch này mình đã độ chế và thiết kế làm như nào, chúng ta có thể kiếm cái sạc xe đạp điện, chúng ta sẽ thấy cái dùng 3842, chúng ta sẽ hiểu về cái thiết kế của nó. Hoặc như xem cái video mình đã bảo ngày xưa mình độ chế để cái nguồn 3 dây này có hồi tiếp các thứ ấy nhá mọi người nhá. Đó, bây giờ mình sẽ kiếm con điện trở nữa, con điện trở bảo vệ có dòng nữa, khoảng 0,22 ohm nữa. Đây, những bọn này mình lấy hết rồi. Mình nó là nguồn giá xác của mình, toàn nguồn sống đấy, mình toàn lấy cái kiện thôi mà. Để mình sẽ thử độ xem nó có chạy được không. Còn không chạy được ấy thì là mình bắt đầu mình sẽ cứ độ xem nó chạy con này không thì sẽ giả khách. Rồi hy vọng nó chịu được, còn không chịu được thì bắt đầu là mình sẽ đặt mua con này để thay cho khách nhá các bạn nhá. Đặt mua con IC Zin ấy, con IC Zin thì khẳng định 100% đã. Đến thời điểm này thì mình khẳng định 100% nó chết nhá. Bởi vì ấy, lắp trên mạch thì nó tụt còn có 1V thôi, nhưng thút thở ra thì là nó không điện áp cho nó, điện áp VCC cho nó là ok. Và mình đo giữa con chân VCC và con chân GND của con IC này thì nó cũng có lỗi trở lên rất là cao, tức là lỗi trở rất là thấp, tức là kim lên rất là cao, tức là nó đã bị chập khối dao động bên trong rồi, con IC này này. Chập khối dao động xong nhưng móc phét thì không chết nên do đó không nổ cục trì các bạn ạ. Chết nhất rất nhiều kiểu luôn đấy mọi người nhá. Đây này các bạn này, đã like vào nhá. Nguồn trừ 22 này, dương 22 này. Khi không có tải bóng đèn này ấy, thì chắc là nó bị nguồn nó dâng cao ấy, nên là nó ngắt. Nó cứ tạch 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 tạch. Nên là mình lắp cái tải này vào mới đúng, mới ok các bạn ạ. Đấy, bây giờ sẽ lắp thử lại xem hoàn thiện lại thế nào. Mình cố gắng giữ lại hết những cái linh kiện cũ để giả sử mà về mà khách mà chạy không ok thì mình sẽ mua con IC này này các bạn nhé. Đang dùng 3843 kích một con 20L60 mọi người nhé. Thì nguồn VCC của nó đây, nó sẽ không bị mất nữa này. Nguồn VCC nó ở đây, biết ở đâu, đây chứ. Đấy, 11,2 khi đang tải đang yếu đấy, mạnh lên nó sẽ lưng cao lên các cao như thế. Nhưng mà đầu ra của cái bộ chỉnh lưu này thì là xem là bao nhiêu nào. Ô, đầu ra nó có 4V này á. Ô, đầu ra thấp kinh khủng như này á. Hay là đang chạm vào đâu để mình xử lý tiếp nhá. Ơ, buồn cười nhà đầu chỉnh lưu này ra cái biến áp này ra nguồn rất thấp luôn này. Thế cái nguồn này là khả năng cái nguồn của mồi nó đã đủ chạy rồi các bạn ạ. Để mình xem lại cái này đã.
Đây tăng thêm con tụ. Đằng trước con này chỉnh niêu chả có trong lọc gì cả, nó đi qua mạch của nắp nguyên tính, nó mới con tụ 10 mi lọc các bạn ạ. Nên do không có tụ lọc nên nó rất là thấp đấy các bạn ạ. Đây này, khi tụ lọc cái nó lên được 14, 15 V luôn. Và qua mạch của nắp tuyến tính đấy thì nó sẽ đi ra là nó sẽ cao hơn vừa nãy một chút này, 13 V nhé mọi người nhé. Nguồn đầu ra vẫn ok thôi. Cộng trừ 22, 23 V gì đấy đấy các bạn ạ. Nhá. Mình đã lắp nó vào này và bây giờ mình sẽ test nó này. Thì mình có lắp thêm một con tụ lọc nguồn trước của con mạch của nắp tuyến tính nha, con 54,7mm mình nằm ở góc này nhá, ở trong này này. Mình lắp nó đây này. Và bây giờ mình sẽ ghim điện cho chúng ta tham khảo này. Mới đầu ghim điện bật thì bật cái nó ngắt luôn, bật cái nó ngắt luôn, hóa ra là không cắm quạt. Nó cũng xảy ra lỗi như thế các bạn ạ. Y như mạch lỗi. Thì mình ghim điện nhá và mình đo thì cái chưa lắp hoàn thiện đâu, mình lắp để cho nó chạy thôi. Đấy, nguồn 5V8 nhá. Và cái nguồn cho vật công suất nó chưa ra này, bây giờ mình bắt đầu on này. Mình bắt đầu mình on nhé, chúng ta sẽ thấy này, bắt đầu mạch nó sẽ chạy đấy. Đó, nó sẽ chạy nha các bạn này, quạt chạy này. Mồi điện áp rất là cao, xong rồi nó mới tụt về là khoảng 22, 24 V các bạn ạ. Đó, nó về đấy, về tầm 23 V đấy các bạn nhé. Nguồn trừ nó đây. Đấy, trừ 23 V này. Cộng 23 V này. Mọi người nhé, quạt đang chạy à. Mọi người à. Và mình đo cho mọi người tham khảo về cái nguồn VCC cho IC này thì mình lấy mát tại lưng này là mát bên sơ cấp nhá. Cái bo dao động mình đang buộc trên cái con cầu diode các bạn ạ, buộc tại đấy luôn cho nó gọn. Thì đây là mình sẽ đo cho mọi người là phần chỉnh niu là được 17 V này các bạn nhá, 17,6 nhá. Các bạn nhá. Và sau khi đi qua mạch của nắp tuyến tính thì mình đo tại chân E của con Chanto là 15 V. Thì như vậy là cái mạch này nó ổn áp ra 15 V nhá. Đó là con IC3842 A3843 mình đang kích ấy, là nó đang chạy là nó đang sử dụng một cái nguồn nuôi là 15 V nhá mọi người nhá. Mình đã ấn tắt của nó đấy. Nó sẽ nghỉ giờ đấy. Mình đang ấn tắt rồi, nó đang có chữ warm đứng trước. Còn nó bật lên nó chữ AUX. Một lúc rồi nó mới tắt. Đó, nó đã tắt bye bye đấy. Quạt sẽ dừng này, các bạn thấy chưa? Và nguồn cho dơ le nhả rồi thì nguồn cho 3842 cũng sẽ hết nhá, bởi vì dơ le nhả thì mạch nguồn cấp sau ngừng làm việc mà. Và mình bật on lại này, chúng ta sẽ thấy nhá, mình bật on lại này. Đó, quạt nó đã chạy nhá. Và như vậy là cái mạch của nắp tuyến tính này chả biết là bao nhiêu, nhưng khi có tải nó sụt xuống hay mình đo không đúng nhỉ, chả hiểu. Đây là 18 V mà thôi, cứ kệ đây, trong ngưỡng chạy của nó mọi người ạ. Đó, như vậy là mình đã xử lý xong nhá. Bây giờ mình sẽ lắp và mình sẽ test thử nhạc. Hiện tại là khách đang dùng là AUX, tức là tín hiệu từ bên ngoài vào cho nó. Thì đa số là toàn thế mà mọi người. Chả biết nó có chịu được không. Không chịu được thì mua IC, mình vẫn cố gắng giữ hết linh kiện lại mà. Và cũng nói cho mọi người là mới đầu mình lấy cái con điện trở từ chân 8 vào chân 4 ấy là 11K. 11K là ở con 3, ở con mạch sạc xe đạp điện ấy. Và con tụ của nó là 223. Nhưng mình lắp nó mình thấy nó rít lắm. Nó rít, nó có kiểu như là nó không có tải, nó không ấy. Nên là mình đã thay bằng con tụ 103 và 6,8K y như ở nguồn 3 giây luôn. Có tóm lại là cái phần, cái chế độ dao động của nó, cái tần số dao động của nó là chính là nguồn 3 giây luôn. Như cái video mình bảo mình nói cho mọi người về ngày xưa mình độ cách cải tiến nguồn 3 giây để tạo ra các FB các thứ luôn đấy nhá. Thì video đấy mình bảo mình để ở cái ghi ở mục bình luận đấy các bạn ạ. Đấy, nó đã chạy ok này. Bây giờ phải lắp hết hoàn thiện đã thì mình test được, bởi vì chưa lắp hoàn thiện nào các bạn. Đây là nguồn cộng này. Đó, còn đây là nguồn trừ này. Và hình như là FB, nó đích FB cái đường này mà nó FB cái nguồn này hay sao ấy. Cái nguồn đi qua một con diode này nữa này, con diode này chính niu cho phần điều khiển này này.
13V, khả năng nó ổn áp cái nguồn 13V này mọi người ạ. Cái nguồn 13V này nó sẽ đi qua MacBook để hạ ra các nguồn khác cho phần điều khiển nhá. Còn đâu cái nguồn cấp trước này thì nó rất là yếu mọi người ạ, nó còn đi bé xíu thôi mà mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện và test thử xem nó chạy ngon lành không. Mình đang cho nó chạy USB này, nó có chế độ chọn FM hay AUX đấy, khách đang sử dụng cái chế độ này này. Thì đấy nó nhiều ngõ vào lắm. Thì mình đang cho chạy USB nhá. Ấn play nó mới chạy các bạn ạ, chờ một tí nó đọc ấy. Đấy, nó đã đọc rồi nhá. Và mình có một cái loa bé này, mình sẽ test thử những cái tín hiệu ngõ ra nhá. Nó có 5 cổng này này, mình thấy là khách có 2 cổng khách không cắm, mình thấy cho nó sạch nó bẩn thì là khách không cắm. Một cổng này, cổng tiếp theo này, hai cổng này, cổng này thì chả biết gì các bạn ạ, chắc là phải cài đặt gì đó thì mình không rõ. À, cổng này là cổng trống các bạn ạ, cổng này là cổng trống, nó đánh một cái loa này luôn đấy các bạn ạ. Mình thử lại này, đấy, trống súp ấy. Cổng này thì không thấy gì. À có, cổng này là cổng tín hiệu bé lắm, không biết nó là cái gì. Mình đang thử tiếp nhá. Cổng này chả thấy tín hiệu gì cả. Cổng này có các bạn ạ, mình chả giữ được. Đấy, đấy, cũng có này. Như vậy là 1, 2, 3, 4 cổng này có, 5 cổng này, còn cái cổng này thì mình chưa thử được, hoặc nó tín hiệu nó bé. À, cổng này là cổng center, cái cổng mà mình đang chưa thử được ấy, nó ghi chữ center. Có thể là nó ở chế độ trống ở đây nó mới có tiếng ạ, mình đấy có cái tiếng sẹt sẹt của loa nhỏ các bạn ạ. Đây này, nó có các cổng đây này. Chết, trống USB. Quả đang chạy chậm bởi vì nó đang không xuất xứ lớn à. Cổng súp là có này, cổng center cũng có. Cổng này, các cổng này nó đều có hết tín hiệu hết nha mọi người nhé. Như vậy là phần công suất của nó không lỗi mà, nó chỉ lỗi khối nguồn thôi mà. Nó đang chạy USB. À, bây giờ ngồi cách điện để thử sờ xem cái tản nhiệt nó có nóng không. Cái tản nhiệt này này. Bởi vì mình sờ đây là sẽ, nếu mà mình chạm điện, chạm lòng đất ấy, là điện nó sẽ là 220, nó sẽ đi qua các mạch điện tử đi vào cái nhôm này và nó sẽ chạm xuống qua cơ thể mình là mình sẽ bị giật nha. Nhưng mà hiện tại mình đang đứng cách điện mặt đất, mình cạnh này thì mình sẽ sờ thử xem nó có nóng không nhé. Chả nóng gì luôn bởi vì nó chưa có tải các bạn ạ. Thực ra không phải là không có tải mà nó đang chạy không này, nó ăn 28W này mọi người nhá, ăn 28W này. Nhưng mà nó chưa có tải, nó phải có loa nhiều cơ các bạn ạ. Khi loa nhiều nó cái công suất nó nóng lên thì cái quạt nó sẽ chạy nhanh lên đấy các bạn ạ. Con này thì mình cứ giả khách. Còn nếu mà về khách mà lại lỗ ấy, hỏng công suất ấy, thì bắt đầu mình sẽ biết tên nó rồi thì mình sẽ đặt IC của cái web trong Đà Nẵng. Còn đâu trên Super thì mình không rõ nó chuẩn lắm không, nhưng mà mình thấy trong Đà Nẵng họ bán là gọi là IC chính hãng của STK của Sanken chứ quên. Một này. Hai này. Cái thứ ba này. Cái thứ bốn này. Cái thứ năm mà mình bảo không thử được ấy, center ấy. Thực ra có nhưng mà nó nhỏ lắm. Chắc là ở chế độ nào đấy nó mới chạy. Cái này thì bục loa của mình ngay, cái xe cuối cùng là cái súp đấy các bạn ạ. Như vậy là sau một hồi thì mình đã xử lý được cho cái anh này cái dàn 5.1 thương hiệu là Panasonic. Dàn khá là chất nhưng mà nó bị bại ban củ chuối quá, nó là chết con IC nguồn cấp sau. Và phần nguồn cấp trước thì nguồn nó ra quá cao nhưng mà do nó bị xỉn dỉ thôi. Và mình đã xử lý được cái nguồn cấp trước, nó ra đúng là 6V, gần 6V. Nhưng sau đó là cái nguồn cấp sau thì con IC này chết chế độ là không cháy cầu chì nhưng mà đã chập nguồn chân VC các bạn ạ. Thôi mình kết thúc video này nhá, để mình làm việc khác. Ngồi nghịch cái này lâu ghê rồi.
Chào tất cả các bạn nhé. Qua video xin hy vọng qua cái video này mọi người có tham khảo thêm về vấn đề sửa, nhưng mà đây là liên quan đến độ chế nguồn ba giây và cái độ như nào thì trong video mình đang mang tập trung mình làm, mình không nói rõ cho mọi người được. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu ấy, con 3842 này ấy, là thở đã sử dụng rất là nhiều. Và những cái video ngày xưa đời đầu mình làm kênh YouTube ấy, mình có giới thiệu cho mọi người cái nguồn ba giây nó như nào và phải độ chế làm sao để nó có FB. Các bạn nhá, nó có FB để nó tự động nó ổn định áp, chứ không thì nó cứ dâng lên nó không có ba giây, không có cái FB thì chết toi các bạn nhá. Tắt này, lại phần nữa này, đấy nó ghi chữ goodbye đấy. Quạt chưa tắt đâu đấy, quạt nghỉ rồi. On này, giờ này đóng tạch. Hello luôn. Thử một tí nữa để nghỉ. Đấy, đã đọc được USB.